Xin chào anh em ha Hôm nay Cường quay giao lưu với anh em um, Một cái dòng mới anh em nha Cái này là Mai chiếu Thị Kim Giòn Cái này là loại đột biến ha Nó sẽ khác cái loại kim giòn bình thường hiện tại trên thị trường anh em nha Đó Cái cái Gọi là cái tược của nó sẽ búng rất là mạnh ha Và rất là xiên hoa Và đặc biệt là nó sẽ không bị mát mát cái lá nha anh em Đó khi anh em trồng là lá nó luôn luôn xanh luôn ha Đó anh em có thể về trải nghiệm thử ha Đây là một số cái nhánh chiếc gọi là Cường cũng làm cái co quái ha nó gồm 7 cái nhánh chiếc giống như vậy anh em nha 7 nhánh chiếc con quái ha đó 7 cây và cộng thêm một cây trực lắc ha đây đây là cây trực lắc thì cái lô này cường sẽ giao luôn hết nguyên lô là 8 cây là 450k 450k nha anh em đó anh em nào muốn lấy thì về trải nghiệm thử thì lấy ha 8 cây là 450k ha rồi anh em nào muốn uh, trải nghiệm thử dòng kim giòn mới này thì liên hệ với cường 0374 113366 hoặc anh em có thể kết bạn qua zalo luôn là 093 77 87700. số nào cũng có zalo hết anh em nha thì cái này về anh em chỉ có gỡ bầu ra anh em trồng thôi ha gọi gỡ bầu đất ra trồng ha rễ đã rất là nhiều rồi nha anh em nó kim giòn giống mới cho anh em anh em lưu ý ha một cây trực lắc siêu mini này về anh em làm ha cậy nó ra đúng chi vị trí hết ha đó, hôm nay là cường bán giao lưu với anh em về anh em trải nghiệm thử nha 8 cây 7 cây quái cộng với một cây trực lắc siêu mini là 450k nha anh em rồi anh em nào muốn trải nghiệm thử thì liên hệ với cường ha rồi cường Vinh xin chào anh em nha